Xin chào cả nhà, chào quý bà, cô dì, chú bác và các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về bà Trương Mỹ Lan cũng như là số phận và các núi tài sản khổng lồ của bà ấy. Sau khi bà ấy nhận mức án tử hình thì số tài sản này sẽ thuộc về ai sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Số phận núi tài sản của Trương Mỹ Lan sau phiên tòa sơ thẩm. Theo bản án sơ thẩm thì hàng loạt tài sản có giá trị của bị cáo Trương Mỹ Lan là 68 tuổi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó có tòa biệt thự cổ tại số 110 đến 112 Võ Văn Tần, quận 3 đều bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Vào chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024 thì Tòa án Nhân dân Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan với mức án tử hình cho 3 tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Hội đồng xét xử xác định bị cáo đã cùng với 84 đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự thì số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, trong đó có căn biệt thự cổ ở số 110 đến 112 Võ Văn Tần, quận 3. Theo tòa thì hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này, mặc dù con gái của bà Trương Mỹ Lan và là bà Chu Diệp Phấn đã xin hủy kê biên, nhưng xét thấy đây là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên tòa đã bác yêu cầu này. Hội đồng xét xử cho biết công cổ đông của công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bà Trương Mỹ Lan nên đây là tài sản của bị cáo. Do đó hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo. Tài sản này Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng. Còn đối với tòa nhà ở số 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với hàng loạt bất động sản ở quận 1, quận 7, quận 4, quận Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bà Trương Mỹ Lan. Còn ngoài ra, công ty cổ phần T và H ở Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Lan có nghĩa vụ rất lớn nên phải thực hiện tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ SCB, do đó hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về SCB nên buộc công ty cổ phần T và H ở Hạ Long và công ty Âu Lạc phải nộp lại 6.090 tỷ đồng. Nói chung là bà Lan sau khi bị tử hình thì tài sản của bà ấy cũng sẽ bị tịch thu và kê biên lại hết. Nó cả cuộc đời mằn ăn rồi gian dối ăn chi, bây giờ chết có mang theo được đâu. Bây giờ con cháu cũng chả ai được hưởng, bởi vì sống sao mà cho tốt được rồi, không thẹn với lòng làm tốt.